Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì xin giới thiệu anh em một chiếc Dupont phiên bản nội địa một lỗ cao. Có lẽ là anh em nhìn cái form này anh em sẽ nhận biết được cái những chiếc nội địa, cái form của nó béo hơn và cái đường bo của nó tròn hơn. Chiếc này mình giá giao lưu là 5 triệu trong tình trạng rất là đẹp. Đối với những phiên bản nội địa thì anh em biết rồi, những cái phiên bản nội địa thì giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều bởi vì cái cơ chế của nó. Một cái này thì có một cái khá là hay, đó là một lỗ nó tiếng lại tiếng kêu khá là thú vị. Cái lẫy của những chiếc một lỗ bao giờ một lỗ nội địa bao giờ nó nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc một lỗ khác, những phiên bản thường. Tay quay nó sẽ rất là mịn và nó rất là nhẹ. Có hai điểm nó khác biệt là như thế, và cái thứ ba là cái hình dáng của nó, cái form của nó trông nó sẽ béo hơn và khi anh em cầm thì nó sẽ đầm tay hơn. Đó, cầm nó sẽ đầm tay hơn mà nó không có cảm giác góc cạnh và các đường viền nó bò rất là khéo, hình béo. Chiếc này giá giao lưu của mình là 5 triệu. Còn các cái đặc điểm của nó thì về cơ bản thì những chiếc như này thì nó sản xuất ở những cái thập kỷ 90. Cánh chim nhỏ đó. Nút này là nút bơm ga, tăng giảm ga thì ở chỗ này. Đây anh em để nút dương đẩy lên là tăng ga, giảm xuống là kéo xuống, rất là đẹp. Một chiếc ở trong tình trạng vừa phải và cái giá của nó cũng rất là vừa phải, hợp lý cho một chiếc nội địa. Còn đối với những chiếc một lỗ mà trong tình trạng tương đối đẹp thì 5-6 triệu là anh em sẽ mua một chiếc là khá là đẹp, tuyệt vời. Ở những chiếc full book mà gần như chưa sử dụng thì có lẽ cái giá nó khoảng 8-9 triệu như hôm trước mình có bán. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.